Chiều 5 tháng 5, Công an huyện Củ Chi phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện tại một vườn trái cây ở xã Trung An. Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ chết ở mương trong vườn trái cây tại ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, trên thi thể có vết máu. Tại khu vực gần đó có một số vật dụng như một con dao, một cái mũ, một đôi dép, một gói thuốc. Công an huyện Củ Chi phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, điều tra vụ việc. Bước đầu, nạn nhân được xác định là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, là người dân ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi. Theo một số người dân, nạn nhân sinh sống tại căn nhà cách nơi phát hiện vụ việc khoảng vài cây số. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.